Alo. Alo. Tôi biết làm sao mà trận mời thua rồi. Anh em để ý giúp tôi cái tên thằng thầu nó đặt ngày hôm nay. Tôi là cứ tưởng nó đặt tên nó là Lâm Sung hay Lý Quỳ gì, nó đặt tên nó là Chết Lâm Sàng. Greg của Vi. Ia Egypt xem mà một con nữa. C. Egypt. AC của tí bị đồn nó đầu cánh này. Tế ơi Zip bị đồn nó đầu cánh. Hai người trong cánh này phải chém cực tốt rồi mới được. Mic miếc là tôi chỉnh cực kỳ ổn rồi. Còn anh em mà nghe cảm thấy không ổn nó đến chịu. Chết lâm sàng. Thầu thầu em có thể giải nghĩa cho anh chết lâm sàng là gì không? Tức tức là người ta nghĩa là chưa chết hẳn đúng không? Hả? Người ta chưa chết hẳn đây là chết rồi. Chết rồi gì? Chết rồi sao còn lâm sàng nữa nhỉ? Chết là thế nào? Không, không không đúng, tự nhiên chết không đúng, tự nhiên chết là đột tử. Thằng này phải đặt tên là đột tử thì mới đúng, thì mới dịch như thế được. Chết lâm sàng à? À rồi tôi hiểu rồi. Chết lâm sàng là một loại mà khi người ta đã cắm sẵn ống thở và chỉ là rút ống thở ra cái là cụ đi chân lạnh toát. Đấy chính người ta gọi là chết lâm sàng. Chắc chắn rồi. Cái đấy tôi mới đọc được xong. Trên lâm sàng tức là các cụ vào viện con cháu nghe chưa muốn cho cụ đi chờ đúng giờ đẹp phải rút ống thở rồi ngày này sang năm nằm dỗ đến cúng viếng cho nó chuẩn giờ. Rút là cái là cụ tự nghe ọc ọc ra bật tầm khoảng 3 tiếng rồi là cụ đi chân lạnh toát. Thì thằng Tân Hùng Bi đây là chết do là bị tai nạn lao động thì không nói. Chạy thẳng ra đâm mặt vào hai con sư tử. Bài của thầu bài quả đầu đạp. Bình thường không đồ ăn gì về chưa được, có đồ đưa về. Đánh 4-4 mà khi con thằng Bi này cũng khá nhẹ, nó ngồi ở giữa rồi, Bi tẹo tí. Ba ông đều có kinh nghiệm về nhìn map, thầu mắt hơi kém nhưng mà đánh cũng hay. Kèo đấu này Bi cân với He, khỏe nó He tí. Tí cần Miyugi. Mèo mèo và bẹo thì tẹo vừa thầu, nếu chia cặp ra thì thực sự cân đấy. Chia cặp ra thì bên mình nhỉnh hơn một số chỗ. À đây này ông kiếp nghèo này. Chết lâm sàng là một hiện tượng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động. Xong không? Thế là cái gì? Não không cứ tim ngừng đập nhưng mà vẫn phải thở chứ. Ngày mai team đi du lịch rồi, tôi nghĩ rằng đặt đi du lịch thì sẽ cho các game thủ xả stress và cũng như tập trung cho những giải đấu sắp tới và cũng như về luyện tập cực kỹ để cho BB Club trở thành một team mạnh. Để cho BB Club trở thành mạnh, map này thì nhiều năng siêu các cặp xăm dưới nhà tế nhà thầu. Đây là bạn toàn sen sọt thôi đấy. Toàn sen sọt thôi. À nếu tôi nhớ không nhầm là như anh kiếp nghèo PT nói đấy thì em cũng được biết tổng khoảng 3-4 trường hợp chết lâm sàng rồi và sau khi người ta sống dậy thì người ta một là thầy bói hay hai là nhà ngoại cảm, ba là những nhà bác học và kỹ sư, bốn là những người đánh đề một năm trúng đủ 365 ngày. Đấy là biểu hiện sau khi chết lâm sàng mà sống dậy. Còn đâu nếu như không sống nữa thì cụ đi. Để chết lâm sàng thì anh em hãy thực hiện theo các bước sau. Ra chỗ cầu, khu vực thật cao và chọn một khu vực cao nhất. Trường dương hay là gì đều được. Nhưng mà bên dưới phải cố gắng vào cái mùa mà lòng sông nó hơi cạn. Chỗ nào nhiều đá xanh nhô ra sẽ nhảy ra mới oạch trong phát đấy. Nếu chưa đứt ngay mà còn sống lại thì chắc chắn sẽ làm thầy bói hoặc làm một cái con người nó giống như một vĩ nhân. Còn không sống được nữa thì cụ đi. Nhà tí rừng rú gọn phết này. Xem kẹp xăm và đánh cung. Ô thế thầu em đánh cung lên chém 26 dân đấy. Tèo lên chém à? 26 dân phải đánh chém đấy chứ.
sát thủ mà soi tham biển nó mỗi bẹo lên đời bi chết một dân rồi kích sớm đấy nhỉ, bi chết một dân rồi kích bằng xiang rồi ạ. Nhưng mà kích đời ba thì hơi dọa ma tí, dọa ma mất một khoảng thời gian khá khá 15x. Anh làm cốc cho địa điểm thi đấu không gặp. Anh em chỉ bơi đến đây thôi. Còn thằng Sơn thấy bảo nhá, nó chắc cốp mức độ vào trên con quay tàu, à trên con gem tàu của nó. Nó còn buộc một bao cát 20 cân vào để tránh như chạm cái gió thổi bay. Chỗ công an nghe được cái bao cát nó có lủng lẳng, một công an giao thông nó vồ lại, nó chưa tưởng là đang đi phi tang xác người chết vào giữa mùa mưa bão. Ngày xưa thì Phan Thị Bích Hằng sau cái đợt bị chó dại cắn hôn mê về sau cũng thành nhà ngoại cảm đấy. Cậu Thủy ở trong Nam Định như giả vờ ngã trong mương nước co giật, nhưng thực tế là giả vờ xong về nhà một vài hôm xong là cũng đồn đại cho hàng xóm đến là cũng là tớ là cũng ngoại cảm đấy, tớ chuyển thành thầy bói, tớ biết tìm được hài cốt, tớ biết nói chuyện với người âm. Thực ra cũng không biết rằng có chuyện, không biết anh em trong khung sát của VB Club có tin vào chuyện có người có con ma ở trên cái thế giới này không. Tôi thì tôi nghĩ rằng đến tầm khoảng 90% là có. Bởi vì nếu không có chuyện có ma, có chuyện người chết sống dậy thì ông Trịnh Công Sơn đâu nữa đã không viết cái bài Trở Về Với Cát Bụi. Nếu không có chuyện có ma mà có chuyện người chết sống lại thì ông Nguyễn Quốc Tuấn đâu ấy đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Và lòng đất đấy ở đâu? Lòng đất đấy chả bãi tha ma thì có bố nào chui từ lòng đất này. Ông Nguyễn Quốc Dũng thì lại chơi thêm bài Một Cõi Đi Về nữa. Cái cõi đấy đi về đâu? Đi về xong lại lui lại. Ngày mai được đi du lịch rồi. Mai thì tôi không đi cùng đoàn, phải tôi cần phải rẽ khu vực về gần nhà tôi đi mừng cái đám cưới con bạn gái cũ cái đã. Bố tổ đó chứ. Chồng thì lấy ở bụng đã phưỡn nó rồi. Không biết thằng kia có là chúa tể của những chiếc mỏ không. Về được mừng đến tầm 5 lít 1 triệu sau này về có phải là con nó đẻ ra lại trông giống tôi thì Trần Đại Ưng. Biết đâu. Rất nguy hiểm đấy. Có phần con nó đẻ ra cháu bé lại trông lại giống mình. Sáng ngày kia tôi mới xuống địa điểm ở nhà tôi ở ngã ba Sao Đỏ xuống Hạ Long thì gần lắm, đi chỉ tầm mất nửa tiếng đi xe thôi, bất kể xe khách hay xe buýt là màu cái xuống rồi. Mai tôi chỉ nhờ xe về ngã ba Sao Đỏ tôi tuột trong đấy về mừng cái đám cưới rồi tối mai tâm sự với em nốt đêm cuối. Đấy. Riêng bão thế này đi du lịch nó mới vui. Tôi nói thẳng với anh em nhé, năm ngoái tưởng đi FLC vui vẻ như nào, mấy bố thầu mấy bố bi thấy bảo là ngồi trong phòng khách sạn ngủ xong dậy xong đánh bài xong ngủ dậy đánh bài hết, chả thấy ra tắm biển thì ra nhún cái thú được mấy gái thế là xong ham sao về. Thế thì đi du lịch đúng mưa bão này là chuẩn mực rồi còn gì nữa. Cứ vào quán hải sản nào mua những con hải sản nó để ra cách đây một tháng rồi đấy, nó để đông lạnh đấy, mua ăn chất lượng. Không hiểu sao đội bạn đánh kiểu gì mà tôi thấy là cái quân này tôi bảo là mát tịt cho bên mình rồi đấy mà sao nó chém cái gì mà vẫn chém cái gì mà tham mình vẫn đề. Và tí về trước cẩn thận nha, bởi nhà mày xấu đấy. Anh ACM em vừa viết cho anh số điện thoại rồi. Và không hiểu sao vẫn xin tiếp. Ở dưới Hạ Long thì một cái cuốc từ thiện ở dưới đấy nào nó cũng hơi đắt, bởi vì dân ở dưới đấy là dân rất giàu. Mỏ than là 1, du lịch là 2, khoáng sản là 3, buôn lậu là 4. À buôn lậu thì tôi nói thật là buôn bán, buôn lậu nó nói cho nó chính xác thôi. Đấy có cửa khẩu mà. Bởi vì tôi hiện tại cũng đang có thằng em làm ở trong ở dưới đấy. Tôi cũng đang có thằng em làm ở mỏ than dưới Hạ Long. Công ty than Đông Bắc. Vẫn ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long. Ba mươi 34/36 từ thầu đang sang cứu tết.
chủ lực bên đội bạn không biết là thằng nào cầm, thằng 18 thì vừa bị xiên cho phát rồi. 18 bị kẹp xăm. thằng thầu với thằng tẹo nó vào mỗi thằng gõ nhẹ cái đồng bẹo, khi đẹo, bẹo lăn nó cũng chết lâm sàng thôi. Cũng là biểu hiện của lão và tim đã ngừng hoạt động nhưng các tế bào vẫn còn sống. Đại bé vàng đi Bi ơi, bên nhà tí không ăn là vàng đấy đó đâu. 6 nhiều đó. Anh 186 à? Ngủ ở khách sạn nào Hạ Long em cũng chưa biết được. Bởi vì sáng ngày kia em mới xuống cơ. Chiều mai thì em theo công ty về đi nhờ đến Sao Đỏ là em dừng ở đấy thôi. Có chứ, số là em chả dùng Zalo. Zalo thi thoảng và tìm quanh đây. Đặc điểm nhận dạng để tìm quanh đây. Con gái từ 18 đến 16 đến 25 tuổi, sinh da trắng, chưa có chồng. Quảng Ninh là một đất nước thu nhỏ đấy. Khu vực đấy người ta giàu, quá giàu. Khoáng sản này, du lịch này, ngành công nghiệp dệt may này, rồi là buôn bán hàng hóa xuất khẩu của nước ngoài này. Giàu ở đấy giàu. Rồi khó, thì do 2-1 cho các bạn. Thời điểm đầu được khá tươi. Tỷ số là 2-1 cho bạn sẽ đấu nhất này. Kèo đấu đêm thì ngồi xa các em thổi trên tôi cứ kể tào lao cho anh em nghe. Ví dụ, có gặp anh em bên phép đó mà có gì không phải thì các anh em cứ thông cảm, cứ chửi mạnh vào cho tôi tiến bộ, anh em cứ chửi mạnh vào và cho Lê Tiến bên đấy còn bộ. Đang thấy mà Tiến béo này ngồi nghĩa là ở nhà ngồi dạng háng ở nhà và làm dự đoán, không phải đến đây. Trên thi thoảng tôi cũng lừa tôi tắt video ở bên phép đây cái thôi đấy, lừa tắt trộm video cái. Xong là giờ rổ được sơn ra bên ngoài. Tiến béo chát loạn này, nói không biết là tình hình quân cán thế nào, tổng kết.